Để thực hiện cải cách thành công, các ông vua của triều đại Chakri đã chủ động thực hiện một chương trình cải cách từ từ, phù hợp với tình hình nội tại của đất nước và khu vực. Với tư cách là kết quả của một quá trình đổi mới kinh tế và chính trị kéo dài tới năm 1868, đời sống chính trị của Siem đã được cải thiện rõ rệt. Việc làm đầu tiên mở màn cho công cuộc cải cách của Chola Longkorn là vào năm 1873, ông tuyên bố bãi bỏ tục quỳ lạy vua, một biểu tượng thuần phục truyền thống lâu đời. Điều này có ý nghĩa hai mặt, thần phục không có nghĩa là hạ mình. Và trong thực tế, điều này còn chứng tỏ Siem đã cởi mở hơn trong tiếp thu các hình thức ngoại giao hiện đại của phương Tây. Việc làm thứ hai của Chola Longkorn là thủ tiêu chế độ nô lệ. Đây là quyết định quan trọng và có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ xã hội và vì vậy gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Về vấn đề này, vua Chola Longkorn có quan điểm đề ra lộ trình thích hợp cho việc xóa bỏ chế độ dã man này, nhưng không để thay đổi đất nước trong một đêm, bởi vì điều đó sẽ mang lại tình trạng nguy hiểm cho nô lệ. Một trong những thay đổi quan trọng nhất diễn ra cùng với sự cải cách là việc mở rộng sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối với các tỉnh và các vùng xa trung tâm. Dựa theo mẫu hình Anh ở Ấn Độ và Miến Điện, Siem đã nhóm các tỉnh thành thành các hạt dưới sự kiểm soát của các ủy viên hội đồng. Phần lớn những người này là anh em của vua. Các chức vụ này được bố trí ở Luang Phabang, Chiang Mai, Phuket và Bất Tam Bang vào những năm 1879. Sau đó, chức vụ này được mở rộng thêm ở Nong Khai, Champasak, Nakhon Ratchasima, Korat và Ubong những năm 1880. Nói tóm lại, cải cách ở Siem thế kỷ 19 là một quá trình được các ông vua từ Rama 1 đến Rama 5 thực hiện một cách chủ động, dần dần từng bước, có tính toán và có sự chuẩn bị cẩn thận. Trong quá trình đó, nhà nước đóng một vai trò quan trọng. Nếu so sánh với công cuộc cải cách ở Siem, chúng ta thấy sự khác biệt căn bản giữa hai nước nằm ở chính bản thân những người đứng đầu đất nước, mà cụ thể là các nhà vua của triều Chakri ở Siem và triều Nguyễn ở Việt Nam. Nếu các ông vua từ Rama 1 đến Rama 5 của Siem thực sự là những người khởi xướng công cuộc cải cách, có nhận thức đúng về tình hình khu vực và quốc tế, luôn chủ động và có kế hoạch rõ ràng cho những chủ trương cải cách, thì các ông vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Minh Mạng lại thể hiện sự bảo thủ, trì trệ, lúng túng, bị động, thiếu nhận thức đầy đủ về thời thế và không quyết tâm thực hiện cải cách đến cùng. Xét từ yếu tố con người trong so sánh với Siem, có thể thấy tư tưởng cải cách ở Việt Nam chỉ do một số rất ít, một nhóm các quan lại, trí sĩ, do có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, do có nhận thức cao hơn những người cùng thời khởi thảo đề xướng. Những đề nghị đó trên thực tế mới chỉ là những biểu hiện của một xu hướng mới, nên không được những người đứng đầu triều Nguyễn cũng như đông đảo quần chúng chấp nhận và ủng hộ, không tạo thành một phong trào có tính rộng khắp. Những đại diện tiêu biểu cho xu hướng cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19 bao gồm Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Chứ, Phạm Phú Thứ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch. Điểm chung trong tất cả các nhà cải cách Việt Nam giai đoạn này là họ đều là những người xuất thân trong các gia đình khoa bảng, thừa hưởng nền giáo dục nho học và thuộc tầng lớp trên của xã hội. Nhờ có trình độ học vấn và đỗ đạt trong các kỳ thi, phần lớn họ vì thế đều nắm giữ một vị trí nhất định trong bộ máy quan lại của triều đình nhà Nguyễn. Ví dụ như Phạm Phú Thứ đỗ tiến sĩ năm 1843 và đã từng giữ chức thượng thư bộ hộ. Bùi Viện từng được cử đi sứ hai lần sang Mỹ với mục đích cầu viện cứu nước nhưng không thành công. Cho dù có vị trí như thế nào trong bộ máy đó, tất cả họ đều thể hiện là những ông quan không ham danh vọng, có tâm huyết với vận mệnh dân tộc, mong muốn đất nước cường thịnh bằng con đường canh tân, đổi mới. Điểm chung thứ hai của những nhà canh tân Việt Nam giai đoạn này là họ đều là những người trực tiếp hay gián tiếp, ít hay nhiều, có tiếp xúc với văn minh thế giới bên ngoài. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng họ là những người thông qua giao lưu với thế giới bên ngoài, có những hiểu biết và có thể so sánh tình hình Việt Nam với khu vực và thế giới, phù hợp với thực tế khách quan. Phần lớn các nhà cải cách đều bày tỏ sự lo ngại về tình hình đất nước, về thái độ bàng quan, thờ ơ, chậm trễ của triều đình. Theo họ lẽ ra phải tiến hành ngay các biện pháp canh tân, chấn hưng đất nước, phải đề ra những chủ trương đối nội và đối ngoại phù hợp, chứ không thể chần chừ, chờ đợi lâu hơn nữa. Xuất phát từ nhận thức về thời thế, các nhà cải cách Việt Nam thế kỷ 19 đều nhắm vào các mục đích trước mắt và lâu dài cho một chương trình cải cách toàn diện. Mục đích cấp thiết trước mắt, theo các nhà cải cách là tạo ra thế cân bằng cho đất nước, đủ sức chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, cứu dân tộc khỏi ách nô dịch. Không chỉ hạn chế bởi những mục đích ngắn hạn, trước mắt nhằm chống lại sự xâm lược của Pháp,
các nhà cải cách còn nhìn nhận và đề ra mục đích lâu dài mà các kế hoạch này phải đạt được. Đó là đưa đất nước phát triển toàn diện về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa và giáo dục, nhằm tiến kịp, thậm chí vượt các quốc gia trong khu vực và thế giới. Bởi vì theo Đặng Huy Trứ, trong thiên hạ không có cái nhục nào bằng cái nhục không được như người. Trước mắt, các nhà cải cách đều thống nhất kế hoạch thực hiện một loạt các biện pháp tức thời mà trọng tâm là cải cách quân đội như học tập binh thư kết hợp với sử dụng, chế tạo vũ khí, tăng cường kỷ luật quân ngũ, có chế độ ưu đãi thích đáng cho quân đội, xây dựng lực lượng dân binh hùng hậu. Về lâu dài, theo các nhà canh tân, triều đình phải thực hiện công cuộc cải cách sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, ngoại giao, xã hội, văn hóa và giáo dục, nhằm đưa đất nước phát triển hơn các nước đương thời. Mô hình mà Việt Nam hướng tới và xây dựng theo Nguyễn Trường Tộ chính là nước Mỹ. Nói tóm lại, ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19 mới chỉ xuất hiện một xu hướng cải cách trong một số rất ít người thuộc tầng lớp nho sĩ và quan lại, chứ chưa tạo ra một phong trào hay làn sóng cải cách sâu rộng trong xã hội. Khác với ở Xiêm, trào lưu cải cách ở Việt Nam không được triều đình ủng hộ, thậm chí có sự mâu thuẫn trong tư tưởng của các nhà cải cách. Ngoài ra, một đặc điểm căn bản khác của tư tưởng cải cách ở Việt Nam là các đề nghị cải cách thiên về ảnh hưởng bên ngoài, thiếu cơ sở vật chất để tiếp nhận từ bên trong, không đề cập tới quyền lợi của nông dân và còn mang nặng tư tưởng phong kiến. Khi nghiên cứu về quan hệ quốc tế của Thái Lan, một nhà nghiên cứu Nhật Bản đi đến kết luận, ngoại giao Thái Lan lặp đi lặp lại một mô thức, quan hệ quốc tế xung quanh Thái Lan căng thẳng, Thái Lan giữ thái độ trung lập để chọn bên đứng về phía chiếm ưu thế, để kiếm lợi lớn nhất với sự hy sinh nhỏ nhất. Mô hình ngoại giao này được các nhà nghiên cứu quốc tế gọi là ngoại giao lựa chọn. Đối với Thái Lan, sự lựa chọn xảy ra khi quan hệ quốc tế căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và đồng thời tồn tại nhiều lực lượng thù địch với nước này. Trong trường hợp đó, Thái Lan thường bắt tay với cả hai phía đối địch, rồi xem xét tương quan lực lượng hai bên, chọn phía có lợi cho nước mình để hợp tác. Cũng có khi Thái Lan bắt tay với một phía trong các bên thù địch nhau, rồi lại nhích gần với bên kia để kiềm chế bên mà mình đang bắt tay để kiếm lợi cho nước mình. Mục đích của sự lựa chọn này là kiếm lợi lớn nhất với sự hy sinh nhỏ nhất. Ngoại giao Thái Lan vì thế được gọi là ngoại giao thực dụng và mềm dẻo. Tình hình nửa cuối thế kỷ 19 đã đặt Vương quốc Xiêm trước những thách thức mới. Trước sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân, khu vực Đông Nam Á trở thành nơi diễn ra cuộc tranh giành thuộc địa của hai nước Anh và Pháp. Vào khoảng năm 1800, Anh đã chiếm được toàn bộ Miến Điện, kiểm soát khu vực xung quanh Penang trên bán đảo Mã Lai. Như vậy, Anh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Nam và phía Tây Thái Lan. Mặt khác, năm 1859, Pháp chiếm được Nam Việt Nam, biến vùng này thành thuộc địa. Đến năm 1863, Pháp chiếm được Campuchia, biến nước này thành đất bảo hộ. Công cuộc chinh phạt của Pháp ở Đông Dương đã hoàn thành vào năm 1885. Như vậy, chủ quyền của Thái Lan ở biên giới phía Đông bị đe dọa nghiêm trọng. Từ năm 1851, khi sự đe dọa của hai cường quốc đó bắt đầu tăng lên, thì Mông Cút lên ngôi vua. Mông Cút tin rằng nếu không hợp tác với các nước Tây Âu, thì Thái Lan sẽ bị chinh phục. Niềm tin của Mông Quốc được khẳng định bởi việc Trung Quốc đã thất bại trong cuộc chiến thuốc phiện năm 1842. Ông cho rằng một nước mà Thái Lan đã kính phục trong nhiều thế kỷ về sức mạnh và uy tín như Trung Quốc đã không đương đầu nổi trước sức ép của Tây Âu, thì Thái Lan cũng không thể duy trì được nền độc lập của mình. Vì thế năm 1855, vua Mông Cút đã ký hiệp định Hiệp ước Thông thương Hữu nghị Thái Anh với Thống đốc Hồng Kông lúc đó là Huân tước Bowring. Hiệp ước này đã đi vào lịch sử quan hệ ngoại thương của Xiêm với tên gọi Hiệp ước Bowring. Theo quy định của những điều khoản ký kết, Xiêm chấp nhận quyền lãnh sự tài phán, thủ tiêu sự độc quyền của cả hoàng gia và tư nhân về hàng hóa, thương mại và quá cảnh và thiết lập một mức thuế dũng cảm là 3% đối với nhập khẩu và 5% với hàng xuất khẩu. Ngay cả thuế đất đối với các chủ người Anh cũng được định giá với giá thấp, ngăn không cho chính quyền nâng giá đất đối với chính người dân Thái. Sự cấm đoán xuất khẩu gạo trước đây cũng bị xóa bỏ. Chính phủ chỉ giữ lại những quy định cũ đối với những tô giới liên quan đến xuất nhập khẩu ma túy là độc quyền của nhà nước. Hiệp ước này đã mở đường cho Thái Lan ký các hiệp ước thông thương khác với một loạt cường quốc sau đó. Cho nên nó được coi là mốc khởi đầu cho quá trình mở cửa của Thái Lan. Tuy nhiên đây là hiệp ước bất bình đẳng, thừa nhận đặc quyền kinh tế và quyền lãnh sự tài phán của người Anh. Cho nên nguy cơ Thái Lan trở thành thuộc địa của Anh luôn rình rập nước này.
Sau khi ký hiệp ước với Anh, Thái Lan lại quay sang thân thiện với Pháp, là lực lượng thù địch của Anh để kiềm chế sức ép về chính trị và kinh tế ngày càng tăng của Anh. Do buộc được hai thế lực này phải đối phó với nhau, Thái Lan không trở thành thuộc địa và có thể duy trì được độc lập. Như vậy là đồng thời với việc mở cửa, ngoại giao lựa chọn của Thái Lan đã thu được kết quả lớn. Sự độc lập của Siam trong giai đoạn này chủ yếu nhờ vào sự thù địch, cạnh tranh của Anh và Pháp. Bên nào cũng lo ngại sự xâm lược của bên kia hoặc là sự vượt trội của đối phương. Bangkok đã biết tận dụng tình thế này và tạo ra điểm tựa cho sự cân bằng quyền lực. Điều chủ yếu mà Anh và Pháp có thể thống nhất được là đảm bảo cho sự độc lập của đồng bằng sông Chao Phraya năm 1896. Điều đó có nghĩa là Siam khó có thể kiểm soát được bán đảo Mã Lai, các tỉnh Đông Nam giáp danh với Campuchia và toàn bộ vùng Đông Bắc Thái Lan hiện nay. Bangkok đã có thể giữ được phần lớn lãnh thổ này chỉ vì kết hợp được các yếu tố may mắn, hiện đại hóa, đúng lúc và khả năng ngoại giao tài tình. Trước mối đe dọa về chủ quyền từ hai cường quốc phương Tây, vào những năm cuối thế kỷ 19, Siam đã buộc phải ký hòa ước năm 1907, đồng ý cắt một số vùng lãnh thổ ở Lào và Campuchia và một khoản tiền lớn cho Pháp. Cái giá phải trả cho Anh cũng đắt tương tự, khi Siam buộc phải trả 4 tỉnh Kedah, Perlis, Kelantan và Chagaun cho Anh. Những hiệp ước này đã phần nào làm giảm áp lực của các cường quốc đối với chủ quyền của Siam và đảm bảo sự an toàn biên giới lãnh thổ của một quốc gia được quốc tế thừa nhận. Thái độ của Việt Nam đối với phương Tây ngược lại hoàn toàn những gì đã xảy ra ở Siam. Ngay từ năm 1847, khi thực dân Pháp lần đầu tiên nổ súng vào cửa biển Đà Nẵng, đánh chìm 5 chiếc tàu của Việt Nam, đã cho thấy thái độ trịch thượng của những kẻ đi xâm lược và những thách thức mới mà Việt Nam phải đương đầu. Âm mưu xâm chiếm Việt Nam của Pháp đã rõ. Mặc dù mãi đến năm 1858, Pháp mới chính thức tiến hành cuộc chinh phạt của họ và 11 năm là khoảng thời gian không ngắn giữa hai lần tấn công. Nhưng điều ngạc nhiên là triều đình nhà Nguyễn không hề có sự chuẩn bị hoặc có đối sách cụ thể nào nhằm ngăn chặn những âm mưu đó. Vì thực dân Pháp nhận thấy sự lúng túng, lo ngại, yếu kém, mâu thuẫn trong nội bộ triều đình, nên đã quyết định hành động một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ mà không có sự phản ứng đáng kể nào từ phía triều đình nhà Nguyễn, thực dân Pháp đã dần dần mở rộng sự chinh phạt ra các khu vực lân cận, xung quanh. Đứng trước nguy cơ mất nước và hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của thực dân Pháp, ngay từ đầu, vua Gia Long đã cảnh giác hơn trong quan hệ với Pháp, thực thi chính sách đóng cửa, bế quan tỏa cảng, hạn chế buôn bán tiếp xúc với người nước ngoài. Hành động này thể hiện năng lực hạn chế của triều đình trong việc phân tích tình hình thế giới và khu vực, khả năng phán đoán và đánh giá kẻ thù cũng như thái độ ứng xử bất cập trong quan hệ quốc tế. Kế tục sự nghiệp của Gia Long, mặc dù được coi là ông vua có trí tuệ hơn người, nhưng Minh Mạng vẫn tiếp tục đường lối đối ngoại đóng cửa mà cha của ông để lại. Ngoài một số cải cách nhằm củng cố chính quyền phong kiến, Minh Mạng đã không có một sự thay đổi nào trong chính sách đối với phương Tây, mặc dù thời thế đã thay đổi. Không những không sử dụng, ông còn tìm cách vô hiệu hóa những người Pháp đã từng làm việc trong triều dưới thời vua Gia Long. Trước số lượng tàu buôn nước ngoài kéo đến xin mở cửa thông thương ngày một đông, Minh Mạng đã kiên quyết cự tuyệt chỉ vì sợ họ can thiệp vào công việc của triều đình. Sự kiện Trung Quốc bị thất bại trong chiến tranh Nha Phiến với người Anh và các nước phương Tây đã làm cho nhà vua càng thêm lo sợ và xa lánh bọn người Man Di này. Mặc dù vào năm 1840, Minh Mạng có cử một số phái đoàn ra nước ngoài, nhưng đường lối đối ngoại của ông không thay đổi. Trên thực tế, những đoàn này đi không phải nhằm mục đích thiết lập quan hệ ngoại giao, mở rộng giao thương, mà chủ yếu để tìm hiểu khả năng và kế hoạch của người phương Tây mà thôi. Đến thời Thiệu Trị và Tự Đức, chính sách đối ngoại của triều Nguyễn vẫn không hề thay đổi, theo hướng cởi mở mà thậm chí có chiều cứng nhắc hơn. Xuất phát từ quan niệm cho rằng việc đặt quan hệ giao dịch thương mại chính thức với các nước phương Tây có thể dẫn đến sự suy đồi về đạo đức, làm xói mòn những giá trị của tư tưởng Nho giáo, ảnh hưởng trực tiếp đến uy thế và quyền lực, sự tồn tại của triều đình, nên các ông vua triều Nguyễn đã bày tỏ thái độ cự tuyệt với xu hướng này. Ngoài ra, những hoạt động trắng trợn của các giáo sĩ thừa sai như xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ, hỗ trợ một số hoạt động chống đối triều đình của một số lực lượng xã hội trong quá trình truyền bá Thiên Chúa giáo, nên triều đình nhà Nguyễn càng thận trọng, e dè và cảnh giác trong quan hệ với phương Tây. Thậm chí vua Tự Đức còn ban hành các chỉ dụ cấm đạo, không cho các giáo sĩ hoạt động, gây ra sự căng thẳng trong quan hệ Việt-Pháp,
tạo thành cái cớ để Pháp đẩy nhanh quá trình can thiệp vào Việt Nam. Nói tóm lại, phản ứng của Triều Nguyễn trước sự bành trướng về thương mại và quân sự của Pháp và các nước phương Tây là thụ động, lo sợ, nghi ngờ, thiếu tự tin và bất cập. Thay vì một mặt phải tìm hiểu, tiếp cận, nghiên cứu đối phương, mặt khác phải phát huy sức mạnh nội bộ, động viên, tập hợp lực lượng, nhà Nguyễn đã tìm cách né tránh, hạn chế giao tiếp, thực hiện chủ trương bế quan tỏa cả. Nói tóm lại, so sánh nguyên nhân thành công, công cuộc cải cách ở Xiêm và nguyên nhân thất bại của xu hướng canh tân đất nước ở Việt Nam thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chúng ta có thể rút ra một số kết luận sau. Thứ nhất, công cuộc cải cách ở Xiêm và những đề nghị canh tân đất nước ở Việt Nam tuy diễn ra trong cùng một thời kỳ, khi mà chủ nghĩa thực dân phương Tây đang có nhu cầu và âm mưu mở rộng ảnh hưởng, tìm kiếm thị trường phục vụ cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nhưng ở vào những thời điểm khác nhau, nếu như ở Xiêm, nhà nước trung ương tập quyền đã xây dựng được và củng cố được từ giữa thế kỷ 18, thì quá trình này ở Việt Nam mới chỉ hoàn thành vào đầu thế kỷ 19. Thứ hai, những cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của Vương quốc Xiêm so với Việt Nam vào thế kỷ 19 có nhiều thuận lợi hơn cho việc hình thành, phát triển và thực hiện các chủ trương cải cách. Mặc dù cả Xiêm và Việt Nam đều là chế độ phong kiến trung ương tập quyền, nhưng so với Việt Nam, xã hội Xiêm là một xã hội thống nhất cởi mở hơn. Tuy nền kinh tế của cả hai nước đều lấy canh tác nông nghiệp làm cơ sở phát triển, nhưng yếu tố hàng hóa, thị trường ở Xiêm phát triển mạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Nói tóm lại, ở Xiêm, những tiền đề cho xu hướng cải cách được định hình và phát triển đầy đủ hơn so với ở Việt Nam. Thứ ba, tầng lớp lãnh đạo tối cao mà đại diện là các nhà vua Thái Lan và các quan chức cao cấp trong bộ máy hành chính, vừa là những người có chủ sướng đưa ra ý tưởng, vừa là những người có quyền để thực thi những chủ trương đó. Tầng lớp này được đào tạo bồi dưỡng một cách chủ động, phát huy được tính kế thừa, tiếp diễn, tạo thành một lực lượng và sức mạnh chủ đạo, vượt trội, có khả năng lãnh đạo cải cách đi đến thắng lợi. Trong khi ở Việt Nam, lực lượng cải cách ít về số lượng, kém về chất lượng. Thứ tư, trong quan hệ quốc tế, tầng lớp lãnh đạo Xiêm có nhận thức đúng đắn về tình hình khu vực và quốc tế, biết tận dụng một cách triệt để thời cơ, biết khai thác mâu thuẫn giữa các đối thủ, biết hy sinh những lợi ích trước mắt, phục vụ cho những mục tiêu lâu dài. Trên cơ sở đó, họ đã đề ra đường lối đối ngoại phù hợp, cởi mở, thực dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.